Đây là cây số 1 nha anh chị em. Đấy. Tàn tung là rất là tốt này. Đấy. Gốc ghế thì hơi độc và lạ. Em xin nói thẳng luôn nhé, gốc này là nó bị mục rồi nhé, bị mục một bên rồi. Đấy. Thì xin để rẻ lại cho anh chị em và các bạn nhé. Đấy. Giá cực kỳ rẻ luôn. Nè. Để với giá cực kỳ rẻ luôn để cho anh chị em các bạn nhé. Cây số 1 này. Vâng, còn đây là cây số 2 nhé. Gốc đế này, hành gốc được gần 30 này. Đấy, rất là to đẹp luôn. Tàn này nó vẫn hơi còn ngắn thôi. Nè. Chủ yếu cây này là chưa tứ diện này nhé. Đấy. Cây này thì cũng rẻ y chang cây số 1 luôn nhá. Đấy. Với giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Cần thăng bonsai mini nhá. Vâng, còn đây là cây số 3 ạ. Nhá. Gốc đế nó rất là đẹp luôn này. Nhá. Đế u nặng lên nhá. Thân thì lượn răng long này. Đấy. Cây này thân lượn răng long lên nhá. Đấy. Rất đều và đẹp. Đấy. Gốc u nằn đến thân lượn răng long. Đấy. Rất đều và đẹp luôn nhé. Đấy. Tổng thể dáng cây đây rất là ok nhé. Đấy. Để cho anh chị em các bạn về chơi khỏi phải suy nghĩ gì hết nha. Đây là cái số 3. Về chơi là không phải suy nghĩ gì hết nè. Đấy. Tổng thể dáng cây rất là đẹp luôn nhá. Đấy, bốn nhá. Đấy. Đấy. Thân này cây này cũng lượn lên răng long này, nhưng mà tay nó lại chia ở răng bay nhá. Đấy. Tay này nó bay dài ra đây này. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Này, gốc đế rất là ok nhá. Đấy, bò nằm lên. Má lượn lên hình thú các kiểu này. Đấy, thân cong lên này. Đấy, tổng thể dáng cây đây. Đấy, anh chị em có về sửa lại thành rắc thác đỏ được nhé. Trồng cho nó trúc cao lên, trồng cái chậu cao cho nó trúc mũi xuống này. Đấy, cho nó bẻ kéo cái này xuống là thành thác đỏ thôi nhờ. Rất là dễ luôn. Đấy. Đây là cây số 4 nhá. Còn đây là cây số 5 ạ. Gốc đế là khỏi bị chê luôn. Đấy, hàng bộ đế của nó u nằn lên này. Đấy, anh chị em các bạn nhé, bộ đế u nằn lên rất là đẹp nhé. Đấy. Đấy. Lên thân thì thân này, thân lượn răng long này. Đấy, tay chia tứ diện nhé, tay chia tứ diện rất đều luôn. Đấy, tứ diện rất đều và đẹp nhé. Tổng thể dáng cây đây, quay xa ra để cho anh chị em các bạn quay. Đấy, rất là ok luôn nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn phải không ạ? Đấy. Đấy, em chính quay mặt này nữa. Đấy. Đấy, tay bông thì rất là dày luôn rồi này. Đấy, anh chị em các bạn thấy không? Tay bông thì rất là dày luôn rồi nhá. Mua về là chỉ việc chơi thôi. Đấy. Đấy, lên chia tứ diện. Đấy. Gốc đế thì khỏi phải chê. Đây là cái số 5 ạ. Vâng, con này là cái số 6 nhé. Đấy, bộ đế này u nằn lên này, rất là đẹp. Đấy. Xong rồi lên thân này, thân lượn răng long lên này, tay chia tứ diện ra này. Đấy, tay bông thì rất là dày và đẹp luôn rồi nhé. Đấy, tứ diện về bốn hướng. Đấy, tổng thể dáng cây đây rất là ok luôn nhé. Đấy. Đấy, anh chị em các bạn, rất là dày và đẹp luôn ạ. Đấy, mua về là phải về chê gì hết, hàng này đã thành phẩm rồi nhé, chia tay này nọ hết rồi. Đấy. Chia tay này nọ hết rồi. Đấy, đây là cây số 6 ạ. Còn đây là cây số 7 nhé.
Đấy. Anh em nhìn bộ đế của nó này, có ai bị chê vào đâu được. Đấy. Gốc u nằn lên này. Đấy. Anh em và các bạn nhìn thấy không? Đấy. Bộ đế này nuôi rất là lâu rồi mới được nhá. Cần thăng này anh chị em và các bạn biết rồi, hàng trăm rất là lâu, nuôi rất là lâu mới được. Đấy. Tổng thể cây này là lên tứ diện nhá. Đấy. Đấy. Thân chính là lượn răng long lên này. Đấy. Chia các tay tứ diện này. Đấy. Đấy. Bộ đế gốc đế này rất là đẹp. Đây tổng thể cây. Đấy. Đấy. Ai chị em mua về là chỉ việc chơi thôi, nuôi tay cho nó dày lên thôi. Tại vì hàng này tay đã chia tứ diện hết rồi nhá. Nên mua về chỉ việc chơi thôi nhá, rất là đẹp luôn. Hàng đã thành phẩm rồi, chia tay rất đều rồi. Đây. Gốc đế thì khỏi phải nói rồi, bộ đế thì không chê ở đâu được rồi nhá. Đây, đây là cái số 7 ạ. Số 8 nhá. Đấy, anh chị em bạn thấy không? Bộ đế này. Gốc đế này. Rất là u nằn này và đẹp luôn nhá. Đấy. Cây thì chia tứ diện này. Rất đều luôn này. Đấy. Phải không ạ? Đấy. Tứ diện rất đều và đẹp nhé. Gốc đế u nằn lên rất là ok nhé. Đấy. Anh em mua về chơi là khỏi phải suy nghĩ gì hết nhé. Hàng đã thành phẩm chia tứ diện rất đều và đẹp rồi. Đấy. Gốc đế đó này. U nằn lên rất đều và đẹp rồi nhé. Đấy, anh chị em các bạn mua về là chỉ việc chơi thôi. Đấy, hàng đã chia tay rồi đấy. Đấy thấy chưa? Anh chị em bạn thấy không? Hàng đã chia tay rồi nhé. Bé rất đều rồi. Đấy, gốc thì u nằn lên này. Không phải suy nghĩ cái gì nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là cái số 9 này. Gốc đế u nằn lên khỏi chê luôn nhé. Tay bông chia tứ diện rất đều luôn này. Đấy. Tay bông đã dày rồi nhá, hàng đã dày tay bông rồi nhá. Đấy. Thân lượn răng long lên này. Đấy, anh em đang thân lượn răng long này, gốc đế này, bộ đế này thì khỏi phải chê nhá. Đấy, như một hình con gà. Đấy, cất đầu lên này. Đấy, nha. Bộ đế này rất là đẹp luôn đấy, như một hình thú luôn nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Như hình thú con gà này, cất đầu lên này. Đấy. Rất đẹp luôn ạ. Hàng đã thành phẩm rồi, tay chân rất là dày luôn rồi, đều luôn rồi. Mua về là chỉ việc chơi thôi nhá. Đấy. Thì đây là cây số 9 ạ. Còn đây là cây số 10 nhá, là cây cuối cùng trong lô này nhá. Đấy. Đấy. Giới thiệu đến anh chị em. Đấy, gốc đế này, bộ đế này. Rất là u nằn luôn nhá. Đấy. Trong ngoài lên chia thành hai tay mẫu, hai cây mẫu tử nhá. Đấy. Một lớn một nhỏ đấy, một mẹ một con đây này. Tay bông thì rất là dày luôn rồi nhá. Đấy. Hàng rất dày và đẹp luôn rồi nhá. Anh chị em và các bạn mua về là chỉ việc chơi thôi. Tổng thể dáng cây đây. Đấy, để cho anh chị em các bạn thấy nha. Kéo cái tay này xuống. Rồi. Hàng rất dày và đẹp luôn rồi nha. Đã thành phẩm rồi. Anh em mua về là chỉ việc chơi thôi nhá. Thì đấy là 10 cây em vừa mới quay qua để giới thiệu cho anh chị em và các bạn nhé. Anh chị em nào có nhu cầu mua cây cứ liên hệ em số điện thoại nhé, hiển thị trên màn hình, hoặc 0355823389 nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.